ចាសសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើពីរបៀបប្រឡាក់សាច់គោដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាដំបងគឺយើងមានសាច់គោដែលយើងជីហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងស្លមជូរគ្រឿងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំថែមខ្នមួយស្លាបព្រាមកប៊ីចេងប្រហែលជាចុងសាភៀនតិចមកបានហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលចិត្តប្រឡាក់វាជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់បងប្អ
ambal bentik mao hay bto ma tiet komplex a sa jeung trou tae chbol vi a chou chiet chmuoy nang sai ko ban lo bto dam bai ai jeung kum bach tok yu ba ban ne tok hay je 2 3 mao ko jeung a yo ma chien nyam ban hay bong bon hay nyom chou chet prae chmuoy nang ma teh hoy ja ma teh hoy ni ko vi prao ru chiet muoy tiet teu samrap nyom da nyom chou chet ha lo ptoal na ja hay bto ma tiet jeung trời tai chụp bao rồi hô to về châu chiết đôi cương là tay chân như chụp bao rồi hô tới bông bông nằm bay về châu chiết bàn chân anh là ổ nè hay cầm lên cho xót chim môi nâng tập tray bông bông cha cứ nhâm cho chết bàn thêm tập tray và hai chim môi sập hìa mà phổ thang đôi chiết bị khó nó về toàn còn nè và to bị thêm cương ở hay cứ nhâm trời chụp bao là bàn thêm mà tiệm mà bông bông nằm bay về châu chiết ổ. Chào, cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào, cảm ơn.